Hello everyone and welcome to our English class for grade 8. I am Duan Vu Ngoc Uyen from Thuan Ho Junior High School. I'm so excited to be your instructor of today's lesson. Before we start, please have your textbook, notebook, and pens ready. Let me remind you something. During the lesson, please pay attention to the lesson. Watch the whole video carefully. Whenever you need more time to practice, you can press pause button. And finally, don't forget to write down the new vocabulary as well as structures on your notebook when the teacher asks you to. Before we get started, I would like you to watch this interesting video and find out what the video is about. What is your answer? Well, the video is about most popular festival in Vietnam. Can you name some of the festival you can see in the video? And which festival do you like best? As you know, there are many festivals for Vietnamese to celebrate throughout the year, such as Tet Hoi Day, Mid-Autumn Festival, Hong King Temple Festival, Hoi An Lantern Festival, and so on. Let me tell you, festival in Vietnam is also our topic of the lesson today. So now please stay tuned and enjoy the festive vibe. Unit 5, Festivals in Vietnam. Bài học số 5, Lễ hội ở Việt Nam. Trong bài học ngày hôm nay của chúng ta bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu một số từ vựng liên quan đến chủ đề bài học lễ hội ở Việt Nam trong Skill 1. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ học cấu trúc ngữ pháp mới, câu phức, nội dung trong phần Closer Look 2. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau thực tập các cái cấu trúc ngữ pháp này thông qua một số bài tập của phần Looking Back. Đây là hai lễ hội mà các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu với cô trong bài đọc ngày hôm nay. Đó là lễ hội Đền Hùng và lễ hội Chùa Hương. Please take a look at the pictures and answer the following questions. Question 1. What are the people doing in each picture? Question 2. Who do people worship at the Hong King Temple Festival? And question 3, who do people worship at the Hương Pagoda Festival? Chúng ta có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, mọi người đang làm gì ở cả hai lễ hội trên? Câu hỏi thứ hai, mọi người thờ cúng ai ở lễ hội Đền Hùng? Và câu hỏi thứ ba, mọi người thờ cúng ai ở lễ hội Chùa Hương? Các bạn hãy cùng suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.
Let's check the answer. Number one, they are doing worshiping ceremony. Ở cả hai lễ hội, mọi người đang cùng nhau thực hiện các nghi thức thờ cúng. Number two, people worship Hung King at the Hung King Temple Festival. Mọi người tôn thờ vua Hùng trong lễ hội Đền Hùng. And number three, people worship Buddha at the Hung Pagoda Festival. Và mọi người tôn thờ Đức Phật ở lễ hội Chùa Hương. Các bạn đã có cơ hội đặt chân đến hai lễ hội này chưa? Để giúp các bạn dễ dàng hiểu rõ được nội dung của bài đọc liên quan đến hai lễ hội Đền Hùng và Chùa Hương, thì đầu tiên cô cùng với các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu một số liên quan đến nội dung của bài đọc. Number 1. Emperor. Emperor. And number 2. Founder. Founder. Number 3. Joyful. Joyful. Number 4. Overseas. Overseas. Number 5. Scenery. Scenery. Number 6. Feature. Feature. Number 7. Pike. Pike. And finally, number 8. Annually. Annually. Bây giờ các em hãy ghi chép nội dung phần từ vựng trên vào trong tập thật cẩn thận. Và nhớ chú ý trọng âm của các từ. Và đây là bài đọc của ngày hôm nay. Cô muốn các bạn hãy dành ra ít phút để chuẩn bị và tìm hiểu nội dung của bài đọc về hai lễ hội Đền Hùng và Chùa Hương. Giờ đây cô sẽ bật mí cho các bạn nội dung của bài đọc này. Bài đọc A. Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch ở Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ cúng vua Hùng, những người đã dựng nước và là những vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh cho đến đền thượng trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ vật hương và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả, cúng các vua Hùng. Hơn thế nữa, còn có nhiều hoạt động vui như đánh đu, múa sư tử, đấu vật và trình diễn hát xoan. Chúng ta đến với bài đọc B, tìm hiểu về lễ hội Chùa Hương. Lễ hội Phật giáo này được tổ chức hàng năm và kéo dài 3 tháng, từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch. Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp nơi trên đất nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Ngoài nghi lễ, mọi người còn có thể tham gia vào các hoạt động như leo núi, khám phá hang động, chụp hình cảnh quan đẹp. Các em vừa tìm hiểu xong nội dung của bài đọc về lễ hội Đền Hùng và lễ hội Chùa Hương. Giờ đây chúng ta cùng nhau thực hiện những bài tập sau. Exercise 3. Find words or phrases in the passages that have similar meaning to these words or phrases. Các em hãy
cùng cô tìm hiểu những từ hoặc cụm từ có nghĩa tương đương với những từ và cụm từ bên dưới. Number 1, kings. Number 2, includes as an important part of something. Number 3, interesting, full of fun. Number 4, from abroad. Number 5, going for a long walk. And finally number 6, natural surroundings. Các em có một phút để thực hiện bài tập này. Now let's check your answer. First one, kings. That means emperors. Number 2, includes at an important part of something. That means features. Number 3, interesting, full of fun. This one's so easy, right? Joyful. Number 4, from abroad is also mean from overseas. Number 5, going for a long walk, and its synonym is hiking. Last 1, natural surrounding, scenery. Cô hy vọng các bạn đều có câu trả lời đúng cho bài tập này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tiếp tới bài tập số 4. Exercise 4. Read the text again and answer the questions. Bài tập số 4 yêu cầu chúng ta đọc lại bài đọc về hai lễ hội Đền Hùng và Chùa Hương và trả lời các câu hỏi bên dưới. Chúng ta có 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: lễ hội Đền Hùng được diễn ra khi nào? Lễ hội Chùa. Câu hỏi thứ hai: cái gì có trong lễ vật dâng lên vua Hùng? Câu hỏi thứ ba: tại sao thật là thú vị khi đến với lễ hội Đền Hùng? Câu hỏi thứ tư: mọi người thường làm gì để thờ cúng Đức Phật ở lễ hội Chùa Hương? Và cuối cùng câu hỏi thứ năm: những hoạt động nào ở lễ hội Chùa Hương mà bạn thích nhất? Các bạn hãy dành ra ít phút để tìm hiểu và trả lời các câu hỏi này nhé. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm ra câu trả lời cho 5 câu hỏi này các em nhé. Câu hỏi thứ nhất, and the answer is: the Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month. Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 của tháng 3 âm lịch. Câu hỏi số 2, and the answer is: incense specialties such as chun cakes, zay cake, and five fruit trees. Chúng ta dâng nhang đặc sản như bánh chưng, bánh dày và mâm ngũ quả lên các vị vua Hùng. Câu hỏi số 3, and the answer: because there are many activities, including bamboo swing, lion dances, wrestling, and swan singing performances. Ở đây có rất nhiều hoạt động thú vị bao gồm đánh đu, múa sư tử, đố vật và trình diễn hát xoan. Câu hỏi số 4, and the answer is: people join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit, and candles. Mọi người tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến trong lễ hội Chùa Hương. Câu hỏi số 5, the answer will be: exploring caves, khám phá hang động. Cô tin chắc rằng sau khi trả lời được 5 câu hỏi này thì các bạn sẽ nhớ rất rõ nội dung của bài đọc. Now let's moving on to the new part of the lesson, grammar, complex sentences. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điểm ngữ pháp trong bài học ngày hôm nay, đó là câu phức. Trước tiên cô muốn ôn lại với các bạn về các loại câu đã được học ở những năm học trước. Các bạn hãy nhớ lại giúp cô chúng ta đã được học bao nhiêu loại câu và tên gọi của các loại câu đó. À, chúng ta đã được học qua hai loại câu,
Thứ nhất, simple sentences, câu đơn. Thứ hai, compound sentences, câu ghép. Vậy thì các bạn còn nhớ cách hình thành hai loại câu này hay không? Chúng ta cùng ôn lại nhé. Câu đơn là câu bao gồm chủ ngữ, subject và động từ, verb. Các bạn hãy cùng nhìn vào các ví dụ bên dưới. Ba ví dụ này cô gọi nó là ba câu đơn. Vậy các bạn lưu ý thêm một điểm nữa giúp cô, đó là câu đơn là câu có thể có hai chủ từ hoặc hai động từ. Và tên gọi khác của câu đơn đó là mệnh đề độc lập, an independent clause. Thế còn câu ghép? Câu ghép là câu được hình thành như thế nào? Câu ghép là câu được hình thành bởi hai câu đơn trở lên, và cô sẽ nối những câu đơn này bằng các liên từ and, so, but, or, yet. Các liên từ này thể hiện and chỉ sự bổ sung, so thể hiện kết quả, but và yet thể hiện sự đối lập, và or thể hiện sự lựa chọn. Để làm rõ hơn về câu ghép, cô muốn các bạn nhìn vào ví dụ sau. Ví dụ đầu tiên, Tom went shopping and he bought a new shirt. Trong ví dụ đầu tiên, cô có hai câu đơn. Câu đơn thứ nhất, Tom went shopping. Câu đơn thứ hai, he bought a new shirt. Để nối hai câu đơn này lại và hai câu này mang ý nghĩa bổ sung cho nhau, cô sử dụng liên từ and và nó trở thành một câu ghép. Tom đi mua sắm và anh ta đã mua được một chiếc áo mới. Ở ví dụ thứ hai, cô có hai câu đơn. It was so hot. We went to the beach. Vì câu đơn thứ hai là kết quả của câu đơn thứ nhất, nên cô đã nối hai câu này lại sử dụng liên từ so. Trời thì quá nóng, cho nên chúng ta đi tới bãi biển. Và các bạn nhớ lưu ý giúp cô, câu ghép chắc chắn sẽ bao gồm các liên từ nối and, so, but, or, yet. Để thực hành hai loại câu đơn và câu ghép thì cô muốn các bạn cùng cô thực hiện bài tập sau đây. Exercise 1. Write S for simple sentences and C for compound sentences. Các bạn hãy phân biệt giúp cô trong 5 câu này, câu nào là câu đơn và câu nào là câu ghép. Nếu như là câu đơn, các bạn hãy viết chữ S. Nếu như là câu ghép, các bạn hãy viết chữ C. Now let's check your answer. Number 1. I enjoy playing tennis with my friends every weekend. Câu thứ nhất, tôi rất là yêu thích cái việc chơi tennis với bạn bè của tôi vào mỗi cuối tuần. Và câu này cô gọi nó là simple sentence. Câu thứ hai, I like spring but I don't like spring rain. Ở ví dụ thứ hai, chúng ta thấy có hai câu đơn và hai câu này được nối với nhau bằng liên từ but. Và đó là lý do câu số 2 là một compound sentence. Ví dụ thứ 3, I have been to Hà Long twice and I joined the carnival there once. Và đây cũng là một câu ghép do có hai câu đơn nối lại với nhau bằng liên từ and. Chúng ta đến với câu thứ 4. My family and I went to the Nha Trang Sea Festival in 2011. Đây là một câu đơn, simple sentence. Câu này chúng ta có chủ ngữ là my family and I và động từ là went. Và câu số 5, I like the Mid-Autumn Festival and look forward to it every year. Đây là một câu đơn. Chúng ta có chủ từ là I, động từ like. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành mẫu câu ghép
thông qua bài tập số 2 này các em nhé. Connect each pair of the sentences with an appropriate conjunction in the past. Hãy nối từng cặp câu bên dưới với một liên từ thích hợp. Các bạn hãy dành ra ít phút để thực hiện bài tập này nhé. Now, let's check the answer. Number one, at the Mid-Autumn Festival, children carry beautiful lanterns. So, it's a memorable childhood experience. Ở Tết Trung Thu, trẻ em xách rất nhiều lồng đèn đẹp. Vì vậy, nó là một kỷ niệm trẻ thơ rất đáng nhớ. Number two, during Tết, Vietnamese people buy all kind of sweets. And they make chung cake as well. Trong dịp Tết, người Việt mua rất nhiều loại bánh và họ còn làm bánh chưng nữa. Number 3. The Hung King's son offered him many special foods. But Lang Liu just brought him a chung cake and a zay cake. Các người con của vua Hùng dâng lên cho ông rất nhiều loại thức ăn đặc biệt, nhưng Lang Liu chỉ mang cho ông một bánh chưng và một bánh dày. Number 4. To welcome Tết, we decorate our house with peach blossom. Or we can buy a mandarin tree for long-lasting display. Để chào đón Tết, chúng ta trang trí nhà cửa bằng hoa đào, hoặc chúng ta có thể mua một cây quất để trưng bày lâu hơn. And number 5, the Hương Pagoda Festival is always crowded. Yet, we like to go there to pray for good fortune and happiness. Lễ hội chùa Hương luôn luôn đông đúc, nhưng chúng tôi muốn đến đó để cầu nguyện cho những điều may mắn và hạnh phúc. Các bạn vừa cùng cô hoàn thành việc ôn lại câu đơn và câu ghép. Và bây giờ chúng ta đến với điểm ngữ pháp mới của bài học này. Đó là complex sentences. So what is a complex sentence? Vậy thì thế nào là một câu phức? Các bạn hãy cùng nhìn vào câu ví dụ bên dưới. The students are studying because they have a test tomorrow. Học sinh thì đang học bởi vì bọn nó có một bài kiểm tra vào ngày mai. Câu này được hình thành bởi hai vế. Vế thứ nhất, the students are studying. Vế này chúng ta có đầy đủ chủ từ the students và động từ are. Và vế này hoàn thiện về mặt ngữ nghĩa, cho nên cô gọi vế the students are studying là một independent clause, mệnh đề độc lập. Vế thứ hai, because they have a test tomorrow. Bởi vì họ có một bài kiểm tra vào ngày mai, mặc dù vế này có đầy đủ chủ từ và động từ, nhưng lại chưa hoàn thiện về mặt ngữ nghĩa. Và cũng không thể đứng một mình, nó cần phải đi chung với một vế khác để hoàn chỉnh về mặt nghĩa. Do đó, cô gọi vế này là một dependent clause, mệnh đề phụ thuộc. Và từ nối because được sử dụng trong mệnh đề phụ thuộc. Ví dụ thứ hai, if you don't try, you will lose. Đây là một câu có hai vế. Vế thứ nhất, if you don't try. Vế thứ hai, you will lose. Đầu tiên, cô xét you will lose là một mệnh đề độc lập. Cô gọi you will lose là một mệnh đề độc lập bởi vì nó hoàn chỉnh về mặt ngữ nghĩa và có đầy đủ chủ từ và động từ. Trong khi đó, vế đầu tiên, if you don't try, mặc dù có đầy đủ chủ từ you và động từ don't try, nhưng lại không thể đứng một mình bởi vì nó chưa hoàn chỉnh về mặt nghĩa. Cho nên cô gọi nó là một dependent clause, mệnh đề phụ thuộc. Và từ if
Cô gọi nó là từ nối phụ thuộc. Vậy qua hai ví dụ trên, các bạn có rút ra được kết luận gì cho câu phức hay không? Vậy định nghĩa của câu phức được sử dụng như sau. A complex sentence is a sentence with one independent clause and at least one. Câu phức là câu có một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc, và trong mệnh đề phụ thuộc sẽ có từ nối phụ thuộc. Và đây là cấu trúc của câu phức. An independent clause plus a dependent clause. Cô có hai ví dụ tiếp theo. Although she was tired, she didn't go to bed early. Mặc dù cô ấy mệt, nhưng cô ấy không đi ngủ sớm. Đây là một câu phức bởi vì nó chứa hai mệnh đề. Mệnh đề phụ thuộc, although she was tired, và mệnh đề độc lập, she didn't go to bed early, cùng với từ nối phụ thuộc, although. Câu ví dụ thứ hai, the children were happy when their parents got home. Câu này cũng được gọi là một câu phức bởi vì chứa hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất, the children were happy, là một mệnh đề độc lập. Mệnh đề thứ hai, when their parents got home, mệnh đề này là mệnh đề phụ thuộc và chứa từ nối phụ thuộc, when. Vậy thì chúng ta có các cái từ nối phụ thuộc mà các bạn sẽ thường gặp như sau. Although, because, if, after, when, while. Có một lưu ý nhỏ mà cô muốn nhắc nhở các em cần chú ý. Đó là if the dependent clause goes before the independent clause, it is followed by a comma. Nếu mệnh đề phụ thuộc được đặt trước mệnh đề độc lập thì giữa hai vế cần phải có một dấu phẩy. Các bạn hãy nhìn ví dụ. If you don't try, comma, you will lose. Although she was tired, comma, she didn't go to bed early. Lưu ý thứ hai, if the independent clause goes before the dependent clause, there is no comma. Nếu mệnh đề độc lập nằm trước mệnh đề phụ thuộc thì chúng ta không cần dấu phẩy nữa. Example. You will lose if you don't try. She didn't go to bed early although she was tired. Để thực hành mẫu câu phức này, các bạn hãy cùng cô làm các bài tập tiếp theo nhé. Bài tập số 4. Match the dependent clause with the independent clause to make complex sentences. Nối các mệnh đề độc lập với các mệnh đề phụ thuộc để tạo nên các câu phức. Chúng ta có 6 mệnh đề phụ thuộc từ 1 tới 6. Câu đầu tiên. Khi giặc Ân xâm chiếm nước Việt Nam. Câu thứ hai. Bởi vì quan họ là bài hát dân gian của Bắc Ninh. Câu thứ ba là mặc dù Thiên Dung là con gái của vị vua Hùng thứ 18. Câu thứ tư. Nếu một cặp bò ở lễ hội đua bò đi ra khỏi hàng. Câu số 5. Mặc dù lễ hội chọi trâu nghe rất là đáng sợ. Câu số 6. Trong khi các thuyền rồng ở lễ hội ghe ngò đang đua. Và các mệnh đề phụ thuộc từ A tới F. Câu A, nó là một phần quan trọng trong nghi thức thờ cúng thần nước. Câu B, cậu bé 3 tuổi lớn nhanh như thổi và đánh bại chúng. Truyền thuyết kể lại rằng. Câu C, đám đông cổ vũ với trống và cồng chiêng. Câu D, chỉ có loại hình hát này mới được hát ở lễ hội Liêm. Câu E, cô ấy kết hôn với người đàn ông nghèo tên là Chữ Đồng Tử. Và câu F, chúng không thể tiếp tục cuộc đua. Các bạn hãy dành ra ít phút để thực hiện bài tập này nhé. Now, let's check your answer. Number 1B. When the Ant invaders came to Vietnam, the 3-year-old boy grew up very fast and defeated them, legend says. Câu số 2. Because Quang Họ is the traditional folk song of Bắc Ninh. D. Only this kind of singing is allowed at the Lim Festival.
Câu số 3, even though Ting Yun was a daughter of the 18th Hong King, she married a poor man, chữ động từ. Câu số 4, if a pair of cows in the cow raising festival go outside the line, F, they cannot continue the race. Number 5, although the buffalo fighting festival sounds frightening, A, it is an essential part of the ceremony to worship the water god. Number 6, why are the dragon boats at Ying are racing? C, the crowds encourage them with drums and gongs. Trong khi các thuyền rồng ở ghe ngò đang đua, thì đám đông cổ vũ họ rất là cuồng nhiệt với trống và kèn. Cô hy vọng rằng các bạn sẽ có thật nhiều câu trả lời đúng trong bài tập này. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bài tập số 5. Fill in each blank with one subordinator, when, while, although, because, or if. Điền vào các ô trống bên dưới với một từ nối phụ thuộc. Và đoạn văn bên dưới nói về lễ hội đua voi, Elephant Race Festival. Các bạn hãy dành ra ít phút để làm bài tập này nhé. Number 1. Because the space must be wide enough for around 10 elephants to race, villagers often choose a large flat area. Number 2. If the race is held in the forest, the area must be without too many big trees. Number 3. The elephants are led to the starting line, and when the horn command is given, the race begins. The elephants are encouraged by the sound of drums, gongs, and the cheering crowds while they are racing. Number 5. When an elephant wins the race, it lifts its trunk above its head and waits for its prize. And finally, 6. Although the prize is small, every rider is proud to be the race winner. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm thêm một số các bài tập các em nhé. Exercise 1. Rearrange the letters to label the pictures. Hãy sắp xếp lại các chữ cái để gọi tên các hình ảnh bên dưới. Các bạn có 6 bức hình tương ứng. Number 1. Incense. Nhen. Number 2. Offerings. Lễ vật. Number 3. Pray. Cầu nguyện. Number 4. Lanterns. Lồng đèn. Number 5. Crowds. Đám đông. And last one. Number 6. Cheering. Cổ vũ. Chúng ta cùng nhau đi đến bài tập số 2. Complete the text. Các bạn hãy hoàn thành đoạn văn bên dưới về lễ hội Cage cùng với những từ ở trong khung. Chúng ta có tất cả là 8 ô trống tương ứng với 8 từ ở trong khung. Các bạn hãy dành ra ít phút để hoàn thành đoạn văn này nhé. Now, let's check your answers. Number 1. The Cake Festival is held by the Cham ethnic group in Ninh Thuận in the central part of Vietnam. Number 2. This festival commemorates their heroes, the gods Poklong, Garai, and Purom, and show their respect to these gods. Number 4. At the festival, the Cham people have to do a ritual to welcome the costume from Grad Lai
The ancient gem people take part in a procession to the nearby temple. Number 7. When the procession arrives at the gem tower, a group of dancers perform a welcome dance in front of tower. And number 8. This is a really joyful festival which features many other activities like performances of the Ginan drum and the Saranai flute and the Apsara dance. Let's move to exercise 3. Choose the correct answer. Bây giờ chúng ta hãy cùng cô làm tập số 3 nhé. Các cái từ nối phụ thuộc thích hợp cho các câu bên dưới. Chúng ta có 5 câu. Now, let's check your answer. Number 1. If you are Vietnamese, you should know the story of chin cakes or dây cakes. Nếu bạn là người Việt Nam, bạn nên biết câu chuyện về bánh chưng, bánh dày. Number 2. Even though the New Year's Eve is late at night, children stay awake to welcome the New Year and to watch the firework display. Mặc dù giao thừa rất là trễ vào ban đêm, nhưng trẻ em vẫn thức để chào mừng năm mới và xem trình diễn pháo hoa. Number 3. Children like the Mid-Autumn Festival because they are given many sweets and toys. Trẻ em thích lễ hội trung thu bởi vì chúng được cho rất nhiều kẹo và đồ chơi. Number 4. While the children are waiting for the moon to rise, they sing, dance, and listen to the story of Hang Ngan Kui. Trong khi trẻ con chờ mặt trăng lên, chúng hát, nhảy múa và nghe những câu chuyện về Hằng Nga và Cụi. And the last one, number 5. When you come to the Lim Festival, you can enjoy the singing of the most skilled Lin An Lin Chi. Khi các bạn đến với lễ hội Lim, bạn có thể tận hưởng được các bài hát hay nhất từ các Lin An Lin Chi. Exercise 4. Use your own words or ideas to complete the sentences below. Compare your sentences with a partner. Bài tập số 4 yêu cầu các bạn sử dụng vốn từ riêng của mình, ý kiến riêng của mình để hoàn thành các câu bên dưới. Và sau đó các bạn hãy thử so sánh các câu của mình với một bạn trong lớp nhé. Number 1. When the Lim Festival begins. Khi lễ hội Lim bắt đầu. Number 2. Because we have many festivals in January. Bởi vì chúng ta có rất nhiều lễ hội trong tháng Giêng. Number 3. If you go to the Hue Festival. Nếu mà bạn đi tới lễ hội Huế. Number 4. Although sticky rice is very tasty. Mặc dù xôi là một món rất ngon. Number 5. While we are boiling chun cake. Trong khi chúng ta đang nấu bánh chưng. Đây là bài tập cô sẽ giao cho các bạn được thực hiện tại nhà. Và hy vọng ở tiết học sau cô sẽ nhận được thật nhiều các câu hay và sáng tạo từ phía các bạn. Okay, now homework. Vừa rồi các bạn đã được học qua phần từ vựng, ngữ pháp và cùng làm một số các bài tập liên quan. Cô có một số dặn dò đối với các bạn trong bài học này. Đầu tiên, learn the new words. Practice reading the passage again. Do exercise 4, page 56. Prepare for unit 6, getting started. Okay, that's the end of the lesson. Thank you for all your attention. Goodbye and see you soon.